pháp bánh mì chay nè cả nhà. Nha, ngày 14 mình lưỡi pháp bánh mì chay nè. Mời cả nhà theo chân mình nha. Dạ, lời đầu tiên thì chính gửi mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Ngày hôm nay 5 giờ chúng ta có mặt ở tại tủ bánh mì của chị Bé Nga nè cả nhà. Thì để xem hôm nay chị Bé Nga đã phát bánh mì cho bà con bao nhiêu ổ nha cả nhà. Thì mời cả nhà theo chân chính nha. Bởi vì cái đạo đó cũng là nguy hiểm. Ồ, hồi nhớ thì là giờ mình nó bắt mình vô đó, ông vô là đó. Mở là nó thích nha, cưới em chồng con thùa đó, nhớ không? Lúc lên mà mai đó. Nó xuống trước. Theo cũng đó hoài bấy chụp hình lên á, bà nói về đi hoài. Nó xuống trước cái nó cũng xuống rồi 2-3 lần nha. Mà cứ như bà nói cái câu, bà nói cái câu bà nói cũng như là cưới con bà thì phải theo bà đó. Nó dội luôn á. Nó đi lễ vậy đó, đi chủ nhật. Chứ đó nó cũng chịu cái con nhỏ mà dứt em chồng thù á. Nó xuống hoài à. Mà nghe khép vô đạo vậy nó chợ cái dân không dân. Phải cứ là vô thiệt rồi mà tôi dựng thua bây giờ là nó thôi vô đó đó rõ vậy chụp hình đạo nó đâu có ấy được đâu, đâu có mình tốn được phải chấp nhận thôi. Chính tết rồi là mà rồi à, nó nghe luôn đó, nó đã dùng ngoài ăn thịt chó thịt trâu bò ăn, nó bán ở chợ bán thịt chó nuôi nó bán có gì người bắt vô đây ăn ăn cẩm chó mình không. Không, đừng có nói người bắt nghe, đừng nói người bắt thì không, người bắt hôm đó mà chị hai em, mà chị hai quận á, đã 5 giờ giấc này nè, bà dẫn con chó đi đấy, nó chạy ngang nó gỡ tay bà. Vậy hả? Bà la làng, nó quay lại nó điệt mẹ, mày la tao bắn mày chết mẹ. Ờ, vậy hả? Bà nắm cọng dây mà nó nhậu nó gỡ vậy, nó bắt luôn á. Cái bên đó, chó, nó sao châm gào mà bắt được tiền, chó của ông chú Sừ á, đây châm gào mà bắt được. Nó bắn rồi. Bắn xuống điện đó. Bắn xuống điện rồi đó. Nó kéo rồi đó, nó bắn con chó của bà Tám đó mày nhớ không? Ông con cháu sự con với ai con đó. Ngủ trong gạo mà nó. Mà sống mấy cái vũ mà mấy người đó biết sao mà thiên tai hồi đó mà nhiều đời người biết đó mà như là ảo ngoại đó. Muốn cái đứt thằng da xưa. Chết chết trong 1 giây 1 giờ luôn. Đấy người ta nó đánh ra đó. Mấy ổ có. Biết nha, chứ ở Bình Dương là sáng này là bán chó hơn bán chó thằng gân á cha kìa, bán chó hơn cho nó. Ủa người ta bán gì cho gao vậy kiểu nói, ta hỏi bán chó hơn ra mà tại người bắt người ta nói vậy bán chó hơn đi bán chó kể có coi cái ông chó ăn ngày nào cũng ăn người bây giờ đi kia đâm đây cái giờ đâm heo đó. Anh có ăn tương luôn vậy chắc không có tương luôn chứ mình ăn gì nó ăn ấy chứ trời vợ chó xin thể á chó xin thể anh cho trường luôn coi. Ủa vậy hả, ăn mặn nó đau lên ký không tại đó gia đình ăn hết rồi luôn rồi chó tùng luôn rồi mà em gái bác sĩ ở Gia Lai cũng không trai trường luôn nha thủy tôn bác sĩ rồi anh nó thì làm giám đốc ở công ty đồng thi đang trên đường cái này 5 dầm hơi vậy. Nó ra rồi á. Nó ra đi chỉ gì cũng giống nó. Lùng lùng lắm gian. Dạ. 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 Dạ.
là nó tài sản giàu lắm đó, tại mình không biết khai thác. Nó còn bỏ, nó còn bỏ về Trung Quốc không cho. Trung Quốc có lắm hoài. Trung Quốc này đang kiếm hoài. Trung Quốc không có lắm. Nó nghiệp nặng đó, em chịu cầu. Nó thả vào và thấy sợ ha. Anh bán cầu luôn mà đâu, cầu đâu có bán. Cầu không bán mà nó chìm, mấy cái chìm nó chìm. Mà là còn mới xong rồi nó thả mấy cái. Ông Phật cũng vậy mà thằng ăn cẩu rồi đó. Ừ, cẩu đó. Cẩu là giờ mình gặp cái cầu cho ông. Dạ, Đức Thầy ổng là ổng viên là dầu thơm thép cũng là giả dại. Nghĩ tới chuyện đó luôn đó, bởi vì nó mồ mồ lắm. Để nó làm mà dân chịu, con mấy người dân bên đó đâu có gì con cũng vô tội ảnh hưởng mấy anh. Nó hại nữa, nó hại nữa sao. Ừ, cái ông nghe nói mấy cái đồ mà quá chết rồi. Để còn nói sau này, con thích bên trẻ nó còn nói sau này nhưng mà chưa nha. Sau này cái nào cái lớp cũng phải chịu. Rồi trời thật cho mình đầu thai mình sống rồi thì chỉ có 10 năm trở lại thôi chứ không biết hả. Ừ, nhưng mà không thọ nha, không thọ nhưng mà bên mà chưa tới. Như mình thì không gì cho nghiệp cái đứa nhỏ. Ông mình 10 năm rồi vậy đó. Không, thì năm đó sống rồi á. Sống rồi, đập lại mà chỉ cửa hỏi chỉ có 10 năm thôi nha. Hốt rồi đây nha. Cái ông hỏng á, bởi cháu mình rồi, mình ở đây thì thấy mình đi áo mình rồi, mình kiếp này mình đi rồi. Một kiếp này, kiếp này mình đặng rồi, mình đi rồi. Kiếp này mình cũng được 50 năm, còn bây giờ nó có 10 năm thôi đó. Vậy cũng đi về. Bây giờ thôi mình ráng ăn cái nhỏ lành đi cho cháu mình nó hưởng. Cháu mình cho con cháu mình nó hưởng, đỡ. Bây giờ có rồi đó, mình cũng biết vụ cho bánh trung thu mà trường bữa nay cho là chết cả mấy vụ hoa thì đâu á. Trời ơi, ra mấy trăm người mà. Đâu mấy trăm người chơi đài nói á. Vậy hả? Tới cái làng đó mình lỡ cái làng bánh chị nhà nữ trung thu năm nay hai cái luôn. Ừ. Cho hết. Hôm nay trường mình với bạn hai cái. Mà không biết sao con ngoại rồi, bữa nay là cái đó là cho bánh hết rồi, ngày mai là cả lớp tự bánh. Con học rồi các bạn mình vô khăn nè. Cái con trong gian điện cô rất sao hưng có nói hưng nó giơ tay nó nhặt con dạo. Như đời nổi không? Giàu quá ông lấy hả? Ờ, cái hôm cô nhắn tin kia bữa nay bữa nay ra nhận nha. Mẹ nói mình dạng gia đình khó khăn. Nó nói sao không? Mẹ nói vậy nó phải như vậy. Khó khăn không thấy nhà mà nổi rộng lắm. Không, con nít có sao nói vậy mà. Nó giơ tay nói cô nhà con giàu. Nó nói mẹ nó nói vậy mẹ nói vậy nó khó khăn. Bởi vậy mấy ông công an là đi hỏi trong mấy đứa nít. Vô cái con biết con ba xuông mày nữa, chồng với thằng trai đây. Nó nói trời ơi con mắc cỡ chết luôn á. Thầy nó cho bánh nó thầy ơi nhà con khổ nghèo mẹ con mới cho ông tư 100 triệu ông tư cho. Ông gồng á, ông gồng chết. Nói trời con mắc cỡ chết luôn, phải nói khổ nó nhà con. Về ông gồng, ông mập mập đó hả? Ông gồng rắn á, gồng phải, gồng ăn xuông rồi đó. Vậy hả, chứ không phải gồng rắn. Gồng anh ông xuông gì đó. Ăn xuông á, chết. Khổ mẹ ông đi ông tin, đừng có chăm chết. Khổ thì khổ.